xin mình quê em xin mến chào các cô chú anh chị. Chào cả nhà, mình bữa nay mình trải nghiệm bắt rắn cả nhà. Chủ qua mình dọa ở chỗ này là thấy em có cái gò cao quá mà không biết có rắn không. Mình đã đi bắt thử rồi. Ổng gài nói à. Nói mồi. Hôm nay tem của em trở lại với cái nghề đào rắn, đào ếch nha cả nhà. Thì có gì sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem sau. Chú Năm, chào các khán giả chú Năm ơi. Rồi hôm nay có thêm một cái thành viên mới nữa nè. Ú nu ú nút rồi mà không biết là ra trò trống hay không, từ nhỏ tới lớn là ở nhà không à. Tối ngày ở nhà không à, từ nhỏ tới lớn có biết ú nu ú nút gì đó. Nay nay chở theo cho nó trải nghiệm luôn nè. Biết đâu bữa nay thử được gắn hả? Xuyên xuyên xúc xích. Mà thử được gắn gắn mà da chấm đó. Coi phụ. Cũng là thường lệ đây, tới chỗ phải vũa cái lan. Mình cho có mồi sớm. Vũa cái lan. Cái này khoảng thời gian ngắn nữa là cái này hết hết lử luôn rồi. Còn chừng không. Chắc mà hết phần này là bỏ rồi. Bỏ rồi tắm cái đèn khác, đèn ngồi ngày khác. Rồi sao có đèn máy. Bữa nay sẽ kể cho các nhà nghe một mẫu chuyện dốc. Lúc trước thì em với anh Hùng đi, rồi thấy anh Hùng cực quá, làm cái gì cũng mình nên, nhưng mình thì mình chỉ cầm máy thôi à. Thấy chú Năm cũng cạnh nhà mình rồi sống với mình nên à. Thôi theo mình rủ chú Năm vô tem để mà theo tiếp là trong nhóm luôn. Rồi rồi có chừng đèn không có đem theo nha. Có đèn không anh Hùng? Nhớ có đem theo cái đèn theo đó mà. Nhớ hả? Cái này là nhớ nữa rồi. Không có đèn rồi đó. Chú Năm thì cũng không có lành lặn như mọi người nha. Đi chân cao chân thấp đó, mọi người cũng biết rồi. Có gì thì cũng mong thông cảm cho chú. Nói chú cũng lớn tuổi mà chậm chạp nữa là nguyên do như vậy đó. Chú theo để kể chuyện Tiếu Lâm mà nói gì nó dốc nó ha. Thôi. Mời chú Năm theo đó mà ủng hộ cái tinh thần. Này da gắn nằm ngoài nữa, chắc không ngựa. Bành sướng luôn. Bây giờ gắn bự thiệt đó nha, mà kiếm giờ. Nãy giờ kiếm hoài giống không gặp nè. Này sợ nó vô lục bình hả? Lục bình quá lục bình. Bình dày vậy. Sẽ gặp nó thôi. Dấu lúc hả? Dạ, sạch ra hết luôn. Đâu à? Lấy dấu ra cho cả nhà xem. Ở trên đây nè, vừa đào cái. Đào vừa đào ấy, mình lấy dấu cái. Ở ngoài mà có lỗ dùi nhỏ mà trong bự hả? Ừ. Bích đồng vậy đó hả? Giống như bích đồng á. Giọt. Cái gì vậy? Chú mấy nè. Mỗi người một việc. Là gì đâu có láng chữ gì không biết. Mày ăn đét. Ôi, cả nhà ơi coi nè. Không biết ở vô rồi anh ra hay còn ở trong này đó. Coi chừng nha anh, coi chừng với má. Gạch gạch chứ dưới má anh ơi. Không, cái ăn lên đó. Lên không? Okay. Bánh ra nữa rồi. Không, cõi đi. Gần rồi chưa? Gắn này cõi là sạch tới. Đây vô bùng binh nè. Vô bùng binh hả? Vô bùng binh nãy ra bùng binh đó. Ừ. Vô bùng gò hả? Dầm dầm chảnh cái chừng nó rút đi đó. Nó rút thấy chứ nó rút hay lắm đó chú ơi. Ờ, động nó phát. Động là nó rút đi gọn khô, bữa đó là con bị rồi. Bị con ba trà đó rồi đó. Không ai dòm ngó là nó rút đi gọn khô à. Rồi mình hỏi cái mình đào cái hang cái mình nói không có. Ai ngờ nó đi có cứt luôn à. Đi bỏ lại đóng. Thấy chưa? Bỏ lại đóng phần trong này nè. Rồi nè. Đủ vừa nữa là chưa? Ra ngoài đó hả? Đủ đây nè. Bởi vậy. Được rồi cái không? Trời cái lỗ dùi. Nè. Hai lỗ luôn rồi đó. Lỗ nào lỗ này đây, rồi. Đây lỗ nè. Nữa này. Mình đông lỗ nữa. Lỗ mình đào đó. Hai lỗ ha. Ừ. Coi dưới má này nữa nè. Sợ đất mềm thôi. Đất mềm nè. Đất mềm, đất mềm. Hy vọng dữ lắm, hy vọng.
cái này á, đất mà đất này cũng hơi cứng nữa nè, cũng đỡ. Chứ không gắn vào bữa trước mình đào, mình nó lọt ra nước không? Ừ. Mới vừa gặp đã lọt rồi nha. Ủa, chắc bằng nhiều cái đó. Chú nằm dọn trống như cái xăng luôn rồi, còn đỡ cho anh Hùng biết mấy không? Dẫn không? Quá hấp dẫn luôn á. Ôi trời ơi. Còn cái phần còn lại là mới chát luôn. Chú mới luôn, cái phần còn lại là để anh Hùng lo nè. Mẹ lo được không được là chuyện của anh Hùng nha. Có không có chuyện của mình nè. Ừ. Bữa nay mình có con mồi cày, con cày thì không có gì. Ê hay gì? Đâu rồi? Lên hạ hả? Nó rút rồi không? Ừ, nó rút xuống kìa. Nó rút chưa? Từ, để cho chú Năm đào đi, từ từ anh Hùng, anh Vĩnh nó đi cho chú Năm đào đi. Lên đây à? Chú Năm xách cái làng chú Năm, đào. Đào. Chân này rút lâu rồi. Đào. Từ từ. Ra luôn hả vậy? Ăn gì à? Ăn gắn mối. Ừ. Ăn mồi thuốc hả? Ừ, đất. Bự dữ vậy? Nó gắn này nhỏ mà. Khai trương nha. Khai trương có là gọi về nuôi, này nuôi. Một con mở màn cho một đàn con lớn nè. Đó. Không có chỗ hàng dưới nước rồi sao? Xuống nước luôn hả? Ừ. Trời ơi, hên dữ vậy. Ừ. Vậy mà nó đi ngang qua bên kia mà nó không xuống dưới tại. Thấy không? Ổng cũng thấy không? Tới dưới nước luôn rồi. Nè. Con này mở màn cho một đàn con lớn. Đó, anh bỏ lại cho cả nhà nghe cái. Rồi luôn thấy không? Như cái động không đáy. Xíu không lẽ còn con bự đi dưới. Con bự là cái hang này, hang cũ và đổ vô nhỏ nè. À. Xuống nước luôn rồi hết. Cái này có con bự cũng không bắt được nó đâu. Một cái hang. Tiếp tục cả nhà ơi. Nói chung cỡ này đi mình có kiếm ra có đồ là cũng mừng lắm rồi. Lớn nhỏ không cần thiết. Có là mừng. Cái đoạn quy luật trước là em cũng có tới quay cái chuồng rắn của anh Hùng. Đó là cỡ này mình để lại hết trơn nè. Tết này mình xuất chuồng. Nói cho hoành tráng cho anh. Cái này. Đi săn rắn là bư mấy gốc chuối như thế này nha cả nhà ơi. Giống như mà đi mà bòn vàng hay đi ăn trộm vậy. Sushi này mới đi lần đầu bởi vậy nó không có biết cái gì chứ. Xong mập ù à. Lấy ra luôn. Nó bự, tỉ luôn con gân. Hai ngày nó bư. Cũng nhùm. Nằm đâu anh? Cái này nè. Đó là gì đi, nhổ vô. Bự không thấy bự không? Lên hàng cũng nhùm cả nhà. Có cơm ăn rồi. Cả nhà có bạn hỏi là chia chuột cống nhum con lại thì cả nhà nên anh Hùng anh cũng có nuôi nhưng mà không có chia ra được. Cái cống nhum hả mình nuôi. Anh nuôi lại. Nuôi lại chỗ đây giữ nhà. Nuôi lại giữ nhà chứ không chứ anh không có chia cả nhà. Đồng cảm cho anh Hùng nha. Kiếm anh cũng đe từng con anh dễ nuôi đó. Đâu rồi? Tới cho anh. Đâu móc cái đuôi ra coi. Dạ, đây cục đá, dạ, gặp cái đuôi à. Trời, tao vô cái đuôi, khoan anh Hùng. Thôi rồi, từ từ, để dâm vô cho cả nhà xem nó mới hòa hợp. Nắm, anh nắm cái đuôi cháu nè. Trời ơi, con này ở xứ nái luôn. Con này cũng dâm gặt nè. Bữa hổm mình bắt bậy, bữa hổm mình đóng dâm nó lai á. Này mới gặt nè, coi chừng ha. Ê, tới rồi. Ê. Tiếp. Khỏi, đừng. Coi chừng cỏ con nào không anh? Thì bởi vậy. Kiếm ơi, ép cho thôi. Nó mạnh dữ lắm á, trời. Mạnh như mèo con vậy đó. Đâu ra. Chậm, từ. Đâu rồi. Ôi, ổ xin ai. Khứ già. Ừ, khứ già. Không biết còn nữa không? Mà khứ già rồi nè. À, mình là cống nhum không mà cả nhà mua cống nhum này không bán luôn. Cống nhum bự thì được chứ cống nhum con thì không nuôi. Ôi giời nó bự rồi nè, ứ già. Nó biết con này mập rồi. Con này mập thiệt anh. Con này nái hả? Nái. Nái chứ không phải giái ha. Kiếm người con coi đẻ không? Kiếm người con cặp nó trống không? Rồi mình cho xẻo cả nhà cầm hồi nguy hiểm quá. Mà nó mạnh dữ lắm này như cỡ con này hơn nửa ký luôn ạ. Còn hơn con ấy nữa con mèo nữa nhỏ. Đây
quay cái hàng đó là khó thấy đó, lỗ bên này nó thêm nó dễ bẻ luôn đây thôi. Dù này dù nhỏ ha, con này nó khoảng chừng 2-3 lạng à. Ừ. Này chỗ cái ngoài lát vô cả nhà thấy không, lăn lứt ở phía dưới này có cái lỗ nữa nè, không biết có cái hàng đây nó là cho quá vô tới nữa à. Rồi lỗ nói không là một vấn đề khác nha cả nhà, hàng này có cái này là chắc lội vậy nè, là ba lỗ vô luôn nghe không, ba lỗ vô cái này là chắc lội là có hậu hành đó, cái cỏ này còn hành trăm trăm ai trăm trăm cái động này đi nhét cái này đi nhắm lại ha. Đâu anh ở trong ha, cái lỗ bự ha. Ừ, khứ nái ở này mà em thấy rồi đó, mà sơn rất nhẹp luôn, mà sơn cả nhà xem nè, hết biết này là cái dấu dùi cố gắng nha mọi người. Ừ. Nó dấu nó lết vô lết ra đó, thấy chơi chưa, hy vọng rồi này mình phải thủ để nó rút ra nước là thua đó nữa. Không có lỗi xuống nước kìa, thì bởi vậy mới nói mình thủ, nhưng mà nước mình lấy lên em canh canh ở đây coi nó có sao, nó bò ra không, bữa hổm cũng vậy, động động nó cái nó bò ra vô dưới nước khó gàng không vô đó luôn hả. Ừ. Hy vọng mình nó chưa rút ra, chưa đâu mấy chưa cái động nè, biết trước cái đầu chặn đầu trước cái được, chặn đầu dưới nước mới được, sợ nhất là dưới nước nó đột cách cái mềm nè, mình không biết. Ném lại hả? Dậm dậm. Dậm dậm. Ừ. Lỗ vừa này có rồi. Không được nhỏ mà. Nó không có chứ. Ba lỗ luôn mà. Mà anh đột kích ba lỗ luôn. Dạ. Anh Hùng chỉ cho cái dấu lết nữa nè. Đây. Chỗ này dấu lết khỏi nói. Còn chỗ này nè. Hắn thùng mà. Vậy đó, này giống như ếch vậy anh. Này dấu vùi mà ếch tôi kìa. Hàng mình này ngon hơn đó. Ha. Trời ơi kìa, gắn chung. Trời ơi, gắn chung chú Năm, chú Năm hút, gắn chung chú Năm. Bắt luôn đi. Trời ơi. Đằng nãy chú Năm đi. Anh đừng có đào nữa, được rồi, được rồi. Anh đừng có đào nữa, chú Năm lại bắt cái chú Năm. Bây giờ bà sao? Bà sao, bây giờ sao? Nghe cái tới gốc kìa. Trời ơi, mày sao? Thấy ghê hả? Anh bỏ anh chạy luôn. Thời thế luôn. Đây là diễn viên chính bỏ chạy vì gặp gắn chung. Chú Năm mà phải hốt mà được con này, nướng lèo luôn chú Năm. Đó, chạy đâu. Cho xẻo đi. Để coi chừng bên kia. Đó. Khoan chú Năm quay lại cho chú Năm. Con này lớn nha. À cái này không có chơi giỡn được nha, giỡn xẻo thiệt cứ nha. Xẻo luôn phải không? Giỡn cái gì làm thiệt chứ giỡn cái gì. Đập cho nó xẻo lên trời. Không kiểu chi vậy? Vô bể đi con gì mà. Trời ơi. Cho cho bậy đi chú Năm. Đó. Mà bán ba mà. Bán. Rồi anh Hùng anh bỏ luôn cái bậy này đó chú Năm ơi. Bị nó cầm đâu, tao cầm không lo gì. Thì sao ai sao ai sao ai sao tập trước cũng bị hốt. Tập trước cũng bị hốt ngắn chung á, bỏ anh chạy giờ tiếp tục con lỗ dùi luôn. À sao kệ vậy, lỗ dùi cái ngô hành ngắn chung vô, còn hang bên kia, còn hang bên kia hai con lỗ bóng trùng ngụng luôn, từ hai con một ngã bên này là ông ngắn chung rồi đó, chắc ngã bên kia quá. Không ưa mà gặp hoài á. Quan gia ngõ hẹp. Cha con cũng không mời ăn vắng đó. Xào lá nhào một cái. Trứng kìa. Trứng ngưng chung. Trứng ngưng chung ở sọc kia nè. Thúi rồi. Này bị bữa hổm này bị ngập nước nè. Còn hàng cứ đã.
anh Hùng á là cái gì là trên trời dưới đất cái là không sợ ai mà chỉ đứng chung anh mê màu đang mê mồi gặm nhái gì đâu có buông được mê mồi uống mồi sao chạy à chạy à lụm luôn mê mồi mê mồi ăn nhái người ta sơn lại tới luôn đụng lỗ đít ảnh mạnh chưa hay nữa rồi mời em lỗ đít ảnh mạnh chưa hay nữa mời em về đội gắn này mới lột sao còn đẹp ôi cụt hàng ngang con chó mình hay ta chó mình làm nãy lên ngày mai con này bỏ vô lưới mình lột để xuống này để xuống thả luôn thả gì? Từ nhẹ nhẹ nè cho vô hang đi thả cho đi đi ô trời không có đủ ăn này rồi cho ông vào chuột đi mình dân tôi cái thằng chuột nè mình đi kiếm mồi anh Hùng già chuyển sang anh đi kiếm gà gần nữa nha coi có hột vịt không á ờ kiếm hột vịt lậm dài hột luôn á hai cống cơm quá chắc cơm quá đó 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 chỗ này không lúa mỏ lên con này khó bắt nữa, lúa mở ra nó. Thiệt là cạn ha cạn nở bạc sát mé nữa sát mé không nằm rắc luôn rồi nó rút xuống nữa rồi đó đó trời ơi con này bự lắm chứ mày không mà để con bắt cho mà không được nó bắt ai lên sao quay gì đi tao bắt cho coi chừng là đổ bên này nè biết rồi thủ rồi con trộn này không có cần đào không hơi sợ dạch dạ chú bỏ lan ở đây chú bỏ lan chú móc cũng được nữa ừ móc nhà nhà lấy nó ra cả nhà thì tới ngồi ăn đó cả nhà đó cái mỏ nó nhìn chú đó chú thọt con tay xuống rồi coi chừng nó đó thấy không đâu thấy nó đó cái mỏ đó kìa bên này nè đó lú cái mỏ rồi đó chú đó nó rú lên nè đó chưa thấy lòng không chú thấy lòng không chưa nè chú thấy không nè đây con quay cái mỏ đó rồi ép được kìa rồi nè thấy bên nào nó qua này nè chú đó ừ quá dữ cả nhà ơi chuột thì bự thiệt á còn cái ông chó rửa đây nè ông không làm gì hết á em giặt cái con này đưa cái lưng qua đó hay gì vậy đó có đâu nói chỗ này nè chú ngồi cứ yên nha chú móc ra nhẹ thử lấy ra đi ép vô mình thử nó rồi rút lên môi nhẹ là lấy nó ra ép. Chú ép nhỏ lỗ nhỏ nè chú không ai quay con tay con làm được ép vô nè chú ép vô chú khử bên đây nè chú đè bên đây mà chú khử bên đây nè đè tay này nè rồi khử bên đây nè khử bên đây nè dễ gấp mà không à nó động lên ít đó đây cái hang chú động qua đó thì trời động cho nó động lên đi để cho nó động lên coi cho nó động lên cho cả nhà xem hồi hộp coi nè cả nhà xem nó hẹp thật lên nè thở nhịp nè đó chú nằm thấy lòng cái chưa chú nằm kìa chú nằm mình nắm lên cái nhà đầu nó đâu cái đầu nó đằng này nè đằng tay trái chú ừ nhìn lông xu lông ngực đây cả nhà ơi coi nè cái màu gì vàng ươm mà coi chừng con thứ hai chú nằm mình nắm kéo cái con kia nó chạy á hết thể rồi cả nhà ơi còn chắc hết còn quá cả nhà ơi thôi giấy to à còn bụi hết thể giấy à ôi trời cái này là làm thịt luôn chứ sao vậy hả? Thì là cho nó xỉu đi hồi cái mình nướng ăn cơm trưa luôn. Cái hết rồi. Nướng cơm trưa luôn cả nhà. Con này. Chào cả nhà, mình chắc mình nướng gà với hai chuột kìa cả nhà ơi. Cái nãy mình mới ra ngoài mình kiếm được con gà nè. Chứ giờ đào cái này nó ngập bờ hết trơn rồi đào không có rồi. Giờ mình đi xin gà mình ăn chứ đói à. Cái này chuẩn bị cơm trưa. Cả nhà cũng thông cảm mình nha. Đang nhóm lửa anh Hùng đốt cái đống lửa để hồi nướng mấy con chuột cũng nhum nè. Với con gà. Gắn chung. Bác anh Hùng ăn gắn chung nha. Ừ rồi, xò. Xò nữa. Xò.
dân tình kỳ khu. Kêu ăn gắn chung đi, cả nhà binh vực mình chữ mà chữ sơn gắn chèo nha, mình không có hứa à. Lát nướng chín này dục cho mình anh chơi vậy đó. Thôi nướng chín hết sợ cắn. Cũng khôn quá ha, nướng chín này dục vô hết sợ ha. Tưởng đâu sợ nữa thôi. Mọi người cũng sợ anh luôn. Này cả nhà ơi, bây giờ anh Hùng anh nướng ba cái mồi rồi nè, gắn chung nè. Rồi chuột nè, chuột cúng nhum con lớn nè, chuột cơm con bên này nè, hai con. Thế xèo xèo không cả nhà? Ôi giời, con gắn chung nè. Gắn chung thứ già luôn cả nhà. Lát anh làm thử khúc ha. Cảm ơn. Có gì đâu, đã là ngẫm rồi thì thôi. Ngẫm rồi mình không có ăn. Làm đại đi mà. Khán giả đang chờ anh ăn đó. Khán giả không bao giờ chờ. Biết đâu chừng nè. Nay chứ đợt này vô cả nhà vô mình lận ảnh nè. Kêu ảnh làm thử khúc nè, ngon tuyệt vời luôn. Rồi nghỉ quay luôn. Bây giờ đây, chú Nam đem cái mâm lại nha. Cái con chuột nè. Ở sức chuột vàng. Vàng không? Vàng không mình á. Này giống như mà mình quay vậy ha. Nay bữa nào mình làm sa tế thằng bữa anh. Không tính đó. Này cũng tính đem sa tế mà quên tuốt. Dọn đồ gần hồi rút cuộc quên luôn. Kè. Cái anh cẩu tôi ra ảnh nó đi vòng anh bắt mồi kìa. Anh chưa hết nổi rồi. Chịu hết nổi đứng nhìn vô kìa. Sao chưa? Sao mà đỡ được? Sao chống nổi trận này. Mũi gân không? Bữa nay anh đem thêm hai con gà ác đó nha. Chuẩn bị hai con gà ác chứ bữa nay mà không có đem theo thì coi như là đói rồi, có nhiều đây là không đủ. Có nhiều đây là ba người. Con gắn chung. Rồi tất nhiên là mình ăn muối rồi đó. Ba hai này là mình ăn không được rồi. Tiếp con này nữa. Cái gì mình ăn muối vậy? Sao mà con bé lớn ăn không được hả? Bự. Bự chê hả? Bự ăn không được. Người cũng có cái tật khác nhau ta. Lạ ta. Lấy cần đi với anh là anh thấy khi nào anh ăn con gì bự không? Bởi dái kiếm đào ếch bự ha. Vậy anh bắt đầu tàn đồ nhỏ anh ăn không thấy hả? Tại mình ăn không được chứ không phải mình không ăn. Cả nhà ơi, nhìn thèm rồi nè cả nhà ơi. Nó vàng. Này chép. Trời ơi. Bữa nay anh chuẩn bị tráng muối gì? Ô với kỹ. Cũng vậy nữa đó. Cũng vậy nữa ha. Muối ớt chanh. Đồ nướng là phải muối tiêu chứ muối ớt chanh thôi. Quá ngon rồi. Giờ còn hai con gà ác nữa. Hai gà ác mình nướng hai con này đi vừa mình hái nướng hai gà ác sao? Cho này nó chín ha. Cho chín nó cho chín chỗ mình chơi chở nó vậy. Chú Nam lắm. Và ngồi chờ nhìn hết chịu hết nổi luôn à. Sao có khổ mì còn chờ. Chán uống đi cà phê. Chứ uống cà phê rồi uống lại đi cà phê là tới 11 12 giờ bình thường. Cháu bò mà. Sao có ông anh thứ ba cũng vậy chứ. Sáng à, đi đám giỗ mấy ông nó có ông thứ hai ông than. Mấy bà ơi chín chưa mà cứ xèo xèo hoài vậy. Anh em tôi đói vậy đó. Ông thứ ba cũng nói. Anh nói sao chứ thui sáng uống ly cà phê. Ăn với tô cháo với nửa ký bún. Sao giờ chưa đói. Thua. Mà mày là cha người ta rồi. Thua. Tức ông bự. Quá vậy không già. Tôi ít cứ ăn sáng được, tôi hỏi ăn sáng không có được, miễn cưỡng dữ lắm á, ăn sáng nó ép tôi ăn dữ lắm tôi mới ăn. Sáng lại quán rồi kêu là ăn miếng mới được chứ thôi chịu không nổi. Đi cà phê là xong. Vàng ôm rồi. Chín rồi cả nhà ơi. Chưa hết nổi rồi, trời ơi. Cắn chung một cái rồi, nằm một tháng sao chưa đi luôn. Này gâu anh Hùng bắt đầu xanh lại cả nhà. Cái cỏ mà nó được mùa. Mở mà còn tuôn gì luôn. Con này con chuột cơm chú Năm mấy nè. Chú Năm bắt nãy đó. Còn con này thì nãy anh không lôi ra. Cơm cả nhà ơi. Cặp máy nước. Nước ngập. Mùa lũ. Lúc này bờ kênh còn rất là thấp vậy đó. Chỗ nào trống trống thì mấy chú cháu ghé làm đồ ăn nè. Quá lá chuối luôn, dư lá chuối luôn chú Năm ơi. Nem này 3 tấm sắp 1, 2 tấm sắp 2 cũng chưa có loại cái thứ này nữa.
Khiên cái mâm này coi. Khiên nổi không? Hai người khiên nổi mâm này không? Đỡ cái sườn vô dưới cho nó. Nó hấp dẫn vô coi. Hoàng hoàng. Đúc. Tay. Nặng dữ hả? Đầu ôi, nặng sức chứ. Đó, sức cái mâm này. Ôi ơi, anh Hùng Bánh Khiên không nổi luôn kìa. Mời cả nhà chuẩn bị dùng với mấy chú cháu mình. Một, hai, ba. Ê, để nhẹ chứ đừng có giục. Tới rồi đó. Tới bến rồi đó. Mời tới cả nhà. Khiên từ đó lại đây mệt luôn, đổ mồ hôi đúng không? Cơm soạn ra cả nhà. Cũng là được chấm thần thánh. Dốc. Muối thần thánh của anh Hùng. Một trái chanh này nữa, trái chanh anh Hùng. Nữa trái chanh này. Mấy trái ớt? Này có hết ớt rồi, sáng thì mua không có. Có ba trái ớt rồi. Ba trái ớt rồi. Còn ớt này là ớt thần kỳ, ớt này ớt thiên nhiên quan giả. Thiên nhiên ớt kim. Đấy. Mình cho thêm mua này nữa không hay khỏi? Bao nhiêu được rồi. Để cho có màu mè thấy được rồi, muốn thêm thì thêm đây nè. Để ngày qua nói trời, nói năm trái ớt của người ta đây nè. Năm trái rồi. Em thì ớt em thôi hè thôi trời ơi, cái ớt này ba bốn thằng mấy đứa nhỏ mấy đứa cháu nó leo nó bẻ quặt quặt cái đó. Cắt cái nhà gắn ấy rồi luôn anh. Cái này nó chín anh dám cầm không? Dám chưa? Chín là cầm được ha. Ủa sao nó lộn như này giống như trứng nó từ đầu tới đích vậy? Cái này nó phì. Cái mình gắn này nướng nó phì vậy chứ không? Ừ, gắn vô chung nó gì nó mình của nó nhằn nhèo hoàng mèo hoàng mèo ha. Đặc tính nó khác. Trời gấp lộn. Nó sao à, không sợ nữa. Nó chết rồi. Nó chín rồi. Chừng nó quay lại đó, nó quay lại. Nói chuyện nó quay lại cái đuôi nè. Quay. Cắt cái đuôi luôn. Quay hả? Dám làm cho anh Hùng nó sợ hả mày? Dám làm hả mày? Rồi giờ chú Năm là mời cả nhà ấy rượu chú Năm cả nhà. Ta bà cậu gì ăn uống mà độ tụi con cháu mình giỏi thằng quay nhiều cái kênh mới clip mới gì cho nó hấp dẫn cô bác cả nhà xem tiếp cho một hai like năng có động lực năng mà mai mốt còn quay nhiều clip nữa nó dốc rồi cho nghe kể chuyện bắt ba phi rồi với tôi cũng có nhiều mẫu chuyện nó dốc lắm mà. Mời cái nhà ăn cơm cái nhà ơi. Rồi mời luôn đi chú Năm. Mời cái nhà ăn tới gan con gà với mình nha. Chấm đi chấm ngoài ra. Ngoái anh, ngoái lại. Ôi trời. Ôi. Mời cái nhà ăn gan gà. Vô. Ăn rồi. Ngon quá cả nhà. Có dưa leo luôn nè. Cái này có chuẩn bị dưa leo á. Rồi lên ly luôn chú Năm. Vô ông Tài. Gan uống thì bổ gan bổ phổi. Có tèm em thì chỉ có chú Năm là biết uống lại gai. Còn em với anh Hùng là chết quá. Thua. Chú Năm mà giờ uống với ông Tà đi. Ngon quá cả nhà. Nè Trang anh tặng cái đùi nè Trang. Rồi cảm ơn luôn. Dạ mời cả nhà luôn nha. Anh cái đùi nè. Tụi mình kiếm đùi. Có hai con gà bốn cái đùi mà đâu hết cái đùi mấy cái đùi ta. Còn hai cái đùi nữa đó. Đây. Rồi chấm muối làm coi. Cái con máu nè. Thôi anh nướng cho ai. Nói vậy đâu còn máu đâu. anh Hùng mà. Anh Hùng mà. Mời cả nhà ăn đùi con gà với mình nha. Đùi gà cái bự thiệt coi. Đúng to luôn cả nhà. Cái này nó cũng đúng sai nè. Ăn sao cũng có được hưởng nữa kìa. Tấm muối ớt gì nó cũng đúng vô sai, muối ớt gì nó vậy. Đúng rồi. Đúng muối ớt gì nè. Quá ngon rồi chú Năm. Lên chú Năm. Vô. Mời cả nhà ăn miếng dưa leo với mình. Cần trái xài ra nữa không? Ăn cơm cả nhà. Quá ngon. Ngon thiệt cả nhà. Rồi chú Năm ngoài chuột cũng dâm. Bình thường mà chú Năm một con này làm cũng mùng 2 ngày á. Chuột không ăn đi. Hột vịt ngon quá cả nhà. Hột vịt nướng của anh Hùng luôn. Cái anh chín giấy bự nãy nè. Chín giấy bự cơm nãy chú Năm bắt nè. Chín giấy bự nãy đó. Mà cái nhà ăn hột vịt với mình nha cả nhà.
Con vịt này không có vịt cho mình đụm vô vô. Sốt ruột làm này thấy bộ hấp dẫn ha anh Hùng. Đúng rồi, chống cái đùi cái được rồi nè anh, đưa cái gan buốt hai cái mới hết anh thấy không. Bữa nay có ba cái văn nghệ về mời cả nhà nữa không chú Năm? Bữa nay tính đem cái mẫu chuyện Tiếu Lâm kể về nó dốc ba đời đó, mấy anh có nghe vụ chuyện mà nó dốc tới ba đời chưa đó? Tôi nghe là nó dốc tới 16 đời luôn á. Trời, anh nghĩ là thôi muốn nghe thì ông Năm kể, còn nghe không là không có kể nghe. Thiệt, ông Năm nó dốc là người ta thường thường nói là chuyện 1001 đêm, còn ông Năm cô đơn nói là nó dốc tới 1001 đêm. Thôi thôi thôi, đừng nói nữa, nói đi. Uống vô cốc rượu nói đi. Cái biệt danh nói dốc này đó là thằng thầy nói dốc là thằng tên nó tên là thằng Bơm Bảy, còn cái thằng thách đấu với nó là thằng kia, thằng kêu bằng thằng Cốt Độc. Cốt Độc à, Bơm Bảy gặp Cốt Độc à. Hai anh mới là lại thi nói dốc, thằng con ông cả ông chấm coi nào nói dốc mà dữ là ông gả thằng gái cho đó, dẫn không nào nói dốc mà hay, nói dốc hay hơn cái thằng kia là coi như nói dốc hay là ông gả gái. Cái thằng Cốt Độc này ăn cơm luôn chân ơi. Cái này cũng thấy chưa, anh em nào cũng đói ăn cơm. Cái thằng Cốt Độc này à, nó nói hồi xưa đó là ông nội là một ông thầy nghề đóng ghe xuồng à. Nó nói ông nội đóng chiếc ghe đó ngon quá cả nhà, vào một cái be ghe đó ha, từ đầu này lại tới đầu kia là 3-4 ngày mới múc được cái be ghe, cái ghe bự mà ông cả đóng mà đó. Rồi cái thằng Bơm Bảy nó nghe nói vậy nó mới ghét, nó nói trời ông nội này bằng ông nội tao không, nói ông nội mày làm sao. Thằng Bơm Bảy nói ông nội tao á là ngày xưa là thợ săn. Ông hỏi rồi săn làm gì mà hay, đi mày không biết cho ông đi săn hôm đó ông lạc trong cái rừng, ông gặp một cái ổ chim tú ở trên cao, ông bắn một cái lật ổ chim mà ổ chim rớt xuống mà trong đó nó nở cái con, nó nở ra nó cũng có cánh kìa bằng ga gà đó, con chim nó rớt từ trên nó rớt xuống nó xà cánh xà xuống, nó nói với con chim mẹ chắc nó rớt chứ này nó chết, con chim mẹ gán bay đút mồi cho nó ăn, bay nó đút mồi mà rớt chưa tới đất là con chim đó nó biết bay luôn. Ủa ghê không đó, vậy đúng không? Rồi mà ghê không, cái này là thầy báo cao phi mà vừa cây cao đó chứ hả, cây cao lắm hả cự hàng để tôi kể mỗi chuyện mà ha, mày chưa nghe kết thúc mày tức. Cái thằng Cốt Độn đó, mày nói cái đó là mày nói dốc à, anh Bơm Bảy nghe tiếng nói dốc là anh ghét rồi. Ủa, mày nói dốc gì, tao không có ông nội tao mà không thấy có cái cây đó làm sao mà ông nội mày đóng được cái ghe nãy đấy. Phải không, tao không có cái cây nãy sao ông nội mày đóng chiếc ghe bào tối được mấy ngày, không có cái cây của ông nội tao bắn con chim đó làm sao mà mày đóng được cái ghe, ông nội mày đóng được cái ghe à. Quá hay, thành thử đó quá hay, ông Bá Hồ khen hay hay, mày nói dốc hay được, bởi vì không có cái cây của ông nội này chỉ làm sao mày đóng chiếc ghe kia à, quá hay. Nhà ông nội nó rồi, ăn cả nhà ơi, kể mình ăn ngon thôi. Hấp dẫn. Nó dốc ba đời rồi thấy không? Quá hay. Là ông nói thôi mày nó dốc quá hay thiệt rồi. Cái thằng đóng ghe đâu có bằng. Đóng ghe chứ bao cái be ghe mà từ đầu này là tao đi mấy ngày mới tới cái, hết cái be ghe. Nó nói mày nó dốc. Cái cây nào mà giữ vậy? Cái thằng Bẩm Bảy nó mới nói là không có cây đó làm sao ông nội mày đóng chứ được chứ ghe hồi nãy à. Thấy không? Đúng rồi. Đó, không có cây đó sao ông nội đóng được chứ ghe đó. Rồi thôi. Ông Bá Hậu là mày hay, mày nó dốc hay thôi tao gả con gái cho mày. Đó, ha, mỗi chuyện là nó dốc đó. Vô. Ba đời. Vô. Đúng rồi, nãy giờ có cái đồi mụn, nãy giờ có năm cái đồi. Thở cái đồi. Đó. Hết con gà con. Ừ. Anh Hùng là nghe kêu chú Năm kể là coi như rồi đó. Là anh ăn là suốt chút chút giết chưa. Thôi la gái tao mỗi chuyện nó kể cho giờ. Còn chuyện gì nữa không chú Năm? Trời nó dốc đó. Ông kể một đêm á. Ông kể một câu chuyện nữa hết trơn hang nghẹt rồi luôn. Cho chú Năm ăn miếng đi rồi hả? Tiếp tục. Hút này hút bài hát đi chú Năm. Hử? Lát hút bài hát luôn. Cho ăn miếng đi rồi lát mình hút bài hát. Trời ơi chuyện dữ lắm chuyện. Ai kể mình ăn còn mình biết gì đâu kể. Anh Hùng có biết tài hát cho họ vô anh Hùng? Không biết gì cho anh nghề biết tài nấu nướng không? Không nướng gì đâu. Còn nhiều tập. Tại vì nghe anh nghe. Không biết uống rượu có phải là nghề nghiệp gì không biết. Nhưng mà mượn mấy đứa nhỏ mà đi mua rượu á.
Mỗi lần đi mua chai rượu cho nó 100 ngàn mà hai bữa đứa nó chạy mỏi giò, nó không dám chạy mua nữa, nó chạy với nó mỏi luôn. Thôi năm cô đơ con sợ rồi, mua rượu cho ông chạy, mua cho ông dứt mỏi giò, rồi tới nay đâu có uống nữa, đâu có thay mấy đứa nhỏ mua nữa. Chơi cái đường ống bên lò qua luôn à. cứ mở qua anh nha, qua bên này hút ra à, đây, cứ khát thèm rượu thì rót vô uống, rồi nữa tới tháng tính khấu nhiêu tiền trả, chứ mượn đứa nào đi mua nữa vậy. Đúng rồi, giống như cây nước chú Năm. Với nó chơi giống nước đó. Chơi đường ống qua lò rượu luôn hay. Đó, tới tháng là cứ câu bao nhiêu khối này đâu, người ta không đòi ống ra ngoài ruộng rồi luôn. Bị nhà mình kế có lò rượu cũng khoảng vài chục thước ha. Ta mua đồ ống rồi rượu này ta ngồi này ta nhâm nhi, ta ẩm thực cái ta nhâm nhi tụi uống. Trời đó, làm kiểu đó tiền của đâu chịu nổi chú Hải. Chơi đi. Còn mời đi cô khác nữa rồi mình mời đi cạnh bên kia mắc đâm ống theo nữa ha. Đâm ống theo nữa. Cái đó chắc mướn cái đội đâm ống theo quá rồi, hả? Mướn cái đội đâm ống nó chở một xà lan. Hết luôn rồi cả nhà ơi. Còn mấy cái cánh. Còn mấy cái một cái cánh nữa chờ một thành viên. Cánh gạt này nuốt chắc không nổi rồi. Còn một hành viên nữa. Nói chuyện kết thúc đấy anh Hùng ơi. Mình xin mình chào cả nhà, mình về luôn cả nhà ơi. Rồi, chào. Hồi sáng giờ bác không có gì hết trơn cả nhà ơi. Được con gắn con hành cái bé lớn rồi đó. Chắc mình về luôn, giờ là cũng tới chiều rồi. Chứ hai con chuột nước nãy giờ làm chi? Không, mình chủ yếu là gắn thôi. Chủ yếu là gắn về mình mưu sinh mà. Còn chuột thì mình làm cái cơm chưa. Không có nói được, chuột mình không có cần nói. Và mình chắc về hẹn đợi video tiếp theo với cả nhà ơi. Chắc là mình trải nghiệm chăn lưới quá. Mà hôm mấy cái ăn lưới có cá không nữa, mình chưa biết được nữa. Cái này cá chưa ra hơi hiếm à. Mình cũng cố gắng mình làm thử cái một hai đoạn lưới rồi cả nhà ấy, tí dính không dính thì cả nhà cũng ủng hộ mình nha, nặng mình cái biết mình làm chứ cả nhà mà thấy không ngay cả nhà không ủng hộ mình thua. Rồi chào, chào nha chú Năm, chào rồi.